Alo, xin chào quý chị và các bạn. Cảm ơn các bạn quay lại với channel Sài Gòn Gia Rí nha các bạn. Hôm nay mình lại cập nhật kho xe tăng lý cho anh chị và các bạn nhé. Đó, đây là bên cửa hàng nha mọi người. Anh chị và các bạn nào mình đang xem clip thì mình like với sứ mạnh á. Sáng nay thì mình cập nhật cái lô xe thanh lý đủ các loại, đủ các dòng cho anh chị và các bạn nha. Và các bạn nhìn đi, lô xe thì đợt này về Tecon thì bao nhiêu cho anh chị và các bạn luôn. Mọi người xem thì nhớ like và chia sẻ mạnh mạnh nha. Nè, các bạn nhìn đi, những cái phiên bản Monster như thế này thì mình lâu lắm rồi mình mới gặp này. Cái hàng như một cái màu bạc, cái này cũng ít khi gặp. Monster này mọi người, phiên bản Monster, đẹp Monster thì lâu lắm rồi mới gặp nha mọi người. Quá đẹp đi. Hôm nay giá nhiêu anh? 35 triệu 9. Xe chạy 1.000 coi nha mọi người. Lâu lắm rồi mình mới gặp cái bản Monster như thế này nha mọi người. Đó, anh chị và các bạn nào mình thích thì mình cứ liên hệ mình mua. Cái địa chỉ là 287 Lý Thường Kiệt, Trị An, Bình Dương. Số điện thoại là 0964711525. Đó, 1.019 coi. Con này thì quấy phải bàn. Số 38 nha mọi người, 24495. Đó là con ẹt đầu tiên vừa nhập đội, vừa bấm giá là mọi người biết rồi. Monster thì quá đẹp đi. Mọi người xem thì like chia sẻ mạnh mạnh ha. Ở đây có dịch vụ trả góp, chỉ cần chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu nguyên ẹt cho anh chị và các bạn nha. Rồi video, rồi phần phía sau mình sẽ giới thiệu về Winner X, Winner V1, rồi Rider Sa Chia cho anh chị và các bạn. Rồi mọi người xem thì nhớ like chia sẻ nha. Rồi một con màu bạc nữa cho anh chị và các bạn nha. Con này kính zin còn nguyên, biển số 72 nha mọi người. Auto đi 6.000 coi. 34.200 nha mọi người. Mọi người nhìn đi. Đó. 34.200. Các bạn nhìn đi. Biển số 72. Những cái bảng như này thì quá đẹp à. Ít khi gặp con này. 6.919 thôi. Đó. Trong... Rồi. Một con nữa cho anh chị và các bạn là một con màu đen vàng đồng nha mọi người. Đó, đen vàng đồng. Đó, những cái phiên bản này thì khỏi phải bàn á. Đen vàng đồng như thế này thì 220 đi 3.000 coi nha mọi người. 35.900. Mới đi ăn cơm. Mới đi ăn cơm ngang thấy anh đang cầm máy đánh bóng hả? Ở đó hả? Ok, ok anh đây. Rồi đi 3.096 coi rồi mọi người. Xe thì bao đẹp nha. Đó. Các bạn nào mình có nhu cầu mình mua thì mình cứ liên hệ tới địa chỉ là 287 Lý Thường Kiệt, Trị An, Bình Dương. Số điện thoại là 0964711525. Rồi tiếp theo là con ẹt thứ hai cũng là màu đen vàng đồng luôn nha. Đen vàng đồng. Con này 29 là 34.500 nha mọi người. 29 34.500, auto đi 6.000 coi. Đó. Một con nữa cho anh chị và các bạn là biển số 68. Auto đi 9.000 coi. Giá là 33.900. Đó, mà phiên bản đặc biệt nha mọi người. Rồi, tiếp tục đó là một con màu ẹt 150, biển số 95. Auto đi 5.000 coi nha mọi người. Giá là 34.500. Rồi. Mọi người cứ tới xem chi tiết nha, được thì mình mua nha. Những con này thì mình trả góp chỉ cần 9, 8, 10 triệu là mình mua được nha mọi người. Rồi một con nữa cho anh chị và các bạn là một con ẹt 150, biển số 69, auto đi 9.000 coi nha mọi người. Con này là 34.200. Rồi một con nữa cho anh chị và các bạn là con này biển số 66.
bạn nhìn đi, xanh ribi, mâm xanh. Các bạn nhìn đi, xe không vết tròi chưa. Rồi biển số 66 này, con này thì lên được gạt chắn bùn nha mọi người, chống đổ nữa đây. Con này thì giá của nó là 35.9 triệu nha mọi người. Trẻ 2007. À, 2007 nha mọi người. Đó. Ở đây là chuyên về tay côn nha mọi người. Nó chỉ không có tay ga đâu, chỉ có ẹt nè, Winner nè, Rider nè, Sidekia nha mọi người. Thì tất cả những dòng như thế anh chị và các bạn nào mình thích thì mình cứ tới mình mua nha. Rồi, một con nữa cho anh chị và các bạn là biển số 37 nha mọi người. Con này màu đỏ đen, Audi đi 9.000 coi. Như những con này cũng rẻ thôi mọi người, 28.9 này xe được chọn rồi. Các bạn nhìn đi, 29.8 với nhầm. Đó. Xe đẹp. Xe chạy 9.000 coi. 9.000 coi. Được tuyển này xe rất là cứng luôn. À 150. Riêng nguyên bản 2021 mà. Chỉ có 2019 2020 ra đây. 21 đợt này chưa có. Nhưng mà 2021 đó. 21 thì nó chỉ ra vào có một ẹt 155 thôi chứ. Còn mấy cái kia là phiên bản giống nhau mà bạn. Con này biển số 37. Audi đi 9.000 coi, 29.8 nha mọi người. Các bạn nhìn đi, xe được tuyển chọn này rất là cứng. Tại vì xe cũ thì nó có rất là nhiều loại. Nhưng mà đôi lúc thì kiểu như cửa hàng mình kinh doanh chuyên về dòng tay côn á, tất nhiên thì những cái con xe phải là chuẩn chỉ rồi mọi người. Mình đang giới thiệu ad 150 này bạn đợi đi. Nãy giờ mình quay cũng những cái bản mà trước kia, tí nữa mình quay lại cho bản monster rồi, rất là đẹp luôn. Rồi. Một con nữa cho anh chị và các bạn là một con màu xanh này mọi người, tem sơn body á. Màu xanh đen. Con này thì Audi đi 6.000 coi là 34 triệu này. 6.000 coi là 34 triệu nè mọi người. Đó, các bạn nhìn đi. Nhìn cái lô là mình biết là số lượng nó nhiều như thế nào á. Rồi, một con ẹt nữa cho anh chị và các bạn là con này biển số 70. Audi đi 9.000 coi là 33.400.000. Đó, 33.400.000. Những con này mình trả góp cũng tầm 9-10 triệu, ad 135 á, đợi em tí nha anh trai. Rồi, ad 135 còn cũng nhiều ấy, đợi tí em quay cho. Con này thì biển số 79, Audi đi 7.000 coi, giá là 33.900.000 mọi người. Đó, màu cam đen nha. Rồi, qua cam đen bên này cho anh chị và các bạn luôn, con này thì biển số 78, con này 29, Audi đi 5.000 coi thôi. 34.500.000. Đó các bạn nhìn đi. Xe thì không vết tròi. Các bạn nào mình muốn mua thì mình cứ liên hệ thôi. Rồi một con nữa cho anh chị và các bạn là biển số 36. Giá con này là 35 triệu, Audi đi 3.000 coi nha. Rồi, đây mở kinh mẫu mới nè mọi người. Thì ngoài ẹt thì 150 thì nó cũng đồng hành với nó là về ẹt mở kinh mẫu mới. Màu mới như thế này thì các bạn mua xe này thì tiết kiệm so với xe mới rất là nhiều nha. Thì anh chị và các bạn nào mình thấy được thì mình tới mình liên hệ mình mua. Cái địa chỉ là 287 Lý Thường Kiệt, Chị An, Bình Dương. Số điện thoại là 0964711525. Hôm trước đi ngoài đường thấy con ẹt 150 màu tím đen đẹp mà không biết ở đây có không. Tím không có đâu bạn ơi. Rồi, con này MS King đầu tiên nha, giới thiệu cho mọi người nha. Con này là MS King mẫu mới nha mọi người. Màu xanh GB. Đời 2020, Audi 5.000 coi. Cái mẫu này các bạn ra các bạn ngoài hết các bạn mua hiện tại là nó phải trên 5 mấy triệu đó. Còn ở đây thì 36.500.000 nên rất là tiết kiệm cho anh em luôn. Nó thả vô xi mới thì không phân biệt được mới cũ nha mọi người. Rồi, tránh đợi em tí nha các bạn. À con nào bán anh? Con này giá nhiêu? Con này mở kinh màu đỏ xám nè mọi người. Đây, màu đỏ xám bên này thì 34.900.000 nha mọi người. Đó, đỏ xám mở kinh. Mẫu này cũng hot lắm này. Rồi,
Tiếp tục nữa cho anh chị và các bạn đòi tránh đỏ cái anh trai gì hỏi này. Tránh đỏ thì còn cũng được mấy con á, nhưng mà đời 2019 á thì con này đi 5.000 coi thôi là 32.900.000 là con bên này nha mọi người, 32.900.000. Ở 32.900.000. Con bên này thì biển số 68 2017 này, Audo đi 15.000 coi, 26.800.000. Các bạn nhìn đi, con xe 26.800.000 này. Mấy con này mình mua chắc cũng tầm 8-9 triệu là mình mua được nha mọi người. Ở màu trắng đỏ. Rồi mở King mẫu cũ nữa nè mọi người. Ở đây thì nãy giờ các bạn có thấy là add mẫu mới nè, MS King mẫu mới nè. Và bây giờ là MS King mẫu cũ nha mọi người. Mẫu này là đèn halogen nè mọi người. Thì mẫu này hồi trước kia thì nó là 70 mấy triệu đó. Nhưng mà bây giờ thì đợt này nó cũng rẻ rồi mọi người. Như con này biển số 69218 mà có 29.800.000 thôi. Dòng này là ẹt nhập á, nó là ẹt nhập á, nó không phân biệt là có giờ đạp nha mọi người. Con bên này nữa nè, con này này biển số 68 á, đời 2018, Audo đi 8.000 coi là 30.500.000. Đó, đó là đợt này có được hai con. Anh chị và các bạn nào mình thích cái dòng ẹt nhập đấy thì mình liên hệ mình mua nha. Rất là ít khi có nha mọi người. Rồi, một con ẹt nữa, con này tem trùm. Con này biển số 67 á, đời 2016. Con này có 25.500.000 thôi mọi người. Ẹt có 25.500.000 thôi. Màu đỏ nha. Tại các bạn biết sao mình quay được mỗi cái đầu không à? Mọi người thông cảm nha, tại vì nó nhiều, số lượng nó nhiều như thế này mà đâu có quay được lường hai bên đâu. Rồi, một con nữa cho anh chị và các bạn luôn. Con này thì 150, biển số 67 là 26.500.000 này. Những con xe rẻ tiền này mọi người. Đó. Con này thì quá màu mì rồi. Tiếp tục nữa là một con màu trắng đỏ đen biển số 60 nha mọi người. Con này là 26.200.000. 26.200.000 thì mình cứ chuẩn bị tầm chắc con tầm 8-9 triệu là mình có thể mua được ạ. Mang theo chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe nha mọi người. Rồi, về con này là ẹt 150 biển số 94 đời 2017 nha mọi người. Audio đi 9.000 coi. Mà giá chỉ có 28.900.000 thôi. Tại vì các bạn biết chú ý nha, xe cũ thì tùy vào chất xe chứ không có phân biệt là mình cứ nhìn thấy cái con giống đời là bằng giá nha các bạn. Không có nghĩa là như vậy. Tại vì mỗi con xe thì cái mức độ mà ví dụ như các bạn mua vậy, người này xài kỹ, người kia xài không kỹ á, đó là mình phân biệt ra ở chỗ đó ha. Nên những con xe này được chọn rất là kỹ luôn trước khi nó về cửa hàng. Nên con này cũng là 28.900.000. Audio đi 9.000 coi ha. Và một con nữa cho anh chị và các bạn cũng là màu trắng đỏ đen luôn. Con này đời 2017 biển số 94. Audio đi 13.000 là 28.500.000. Con này thì đi mâm màu trắng nha mọi người. Rồi, một con ẹt mà đời thấp cũng như rẻ không mọi người. Con này thì biển số 68 á, 2017. Con này là 27.500.000, Audio đi 20.000 coi. Đó, đó thì mình vừa lướt qua cái lô ẹt 150 cho anh chị và các bạn ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ quay về dòng ẹt 135 Winner X, Winner V1 và Rider Sidekia cho anh chị và các bạn nha. Mọi người xem thì like cho xí mạnh. Cái thứ hai là mình liên hệ tới địa chỉ là 287 Lý Thường Kiệt, Trị An, Bình Dương. Số điện thoại là 0964711525. Rồi bây giờ mình sẽ quay ẹt 135 cho anh chị và các bạn nha. Ẹt 135 thì mình nhìn thấy là có được 4 con, bữa nay còn 4 con thôi. À, con nào bán hả? Chả là còn 3 con nha mọi người. Con này thì 135 biển số 60. Con này đời 24 à. Con này là 22.500.000 thôi mọi người. 22.500.000. Con bên này thì đây biển số 62 này, 24 là có 17.900.000 nha. Đó. Quá các bạn thấy không? Tiền nào của đó đâu. Có nên con tại sao con này 22 con này có 17 à. Mọi người cứ tới mọi người xem nha. Thì trả góp thì chỉ cần chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe nha mọi người, thì hỗ trợ thường là 30% á giá trị chiếc xe. Rồi. Qua
qua bên này thì mình thấy còn đôi nữa này, đôi một con nữa này. À, con này cũng cọp á, 60 5935 nha mọi người. Có máy này mọi người. Các bạn nghe đi ha, quá êm, tiền nào của nói thôi mọi người. Con này kinh zin còn đầy đủ nha. Đó, cặp kinh zin còn đầy đủ nha. Hai khóa theo xe luôn. Cái này biển số 60 214 là 27 triệu 8.